Sư nữ à. Ưu bà Di nghĩa là gì? Dạ, ưu bà Di nghĩa là người nữ cư sĩ Phật tử gần gũi với Phật Pháp để hộ trì Phật Pháp. Vậy thì kính thưa quý đại hữu, trong vai trò của một người nữ cư sĩ Phật tử gần gũi với Phật Pháp và hộ trì Phật Pháp, quý đại hữu có thấy được rằng trong chặng đường từ ngày xây dựng ngôi chùa Thiện Minh cho đến giờ phút này, quý đại hữu đã hộ trì Phật Pháp được bao nhiêu công đức trong ngôi chùa Thiện Minh này? Và cho đến ngày hôm nay, công đức hộ trì của quý đại hữu đối với chùa Thiện Minh, quý đại hữu đã làm nên cái dòng lịch sử của Phật giáo hải ngoại. Mà ngôi chùa Thiện Minh ngày hôm nay được trang nghiêm, được tốt đẹp, bền vững như thế này, quả thật rằng do đôi tay của quý Phật tử Ưu Bà Di đã đóng góp cho công trình xây dựng ngôi chùa Thiện Minh có đủ tầm cỡ
để truyền tải cái nền văn hóa giác ngộ của Phật giáo Việt Nam nơi Lyon Pháp Quốc này. Từ ngoài, quý Phật tử nhìn vào thấy khuôn viên của chùa, quý đệ tử có thấy tên thơ không? Quý đệ tử có thấy thơ mộng không? Và cái không khí tên thơ và thơ mộng đó, từ khi quý đệ tử đi chùa đến giờ phút này, quý đệ tử đã làm được bao nhiêu bài thơ về chùa Thiện Minh rồi? Được bao nhiêu bài rồi? Dạ, không có bài nào hết. Mô Phật. Dạ, không có thì quý nói không có, không có thì quý nói không có. Vậy thì quý đệ tử, nếu ai trong chúng ta ở nơi địa phương này mà cứ mỗi buổi sáng sớm quý đệ tử lái xe, quý đệ tử đứng phía trước chùa Thiện Minh nhìn ra một khung trời xanh tươi mát ngát và thấy còn là sương mù của Lyon Pháp Quốc không thôi. Và nếu ai trong chúng ta vào một buổi chiều hoàng hôn buông phủ, quý đệ tử đứng phía trước chùa và quý đệ tử nhìn thấy khung cảnh của hoàng hôn buông phủ đó chỉ còn lưu lại một vài tia nắng để làm cho phương tây của bầu trời Pháp Quốc còn lại những màu đỏ, những màu vàng ở nơi đó mà thôi. Và từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng hình ảnh của chùa Thiện Minh nằm theo sườn đồi và nhìn ra phía trước thấy còn là cây xanh, cảnh vật lồng lộng nên thơ. Ấy vậy mà những người cư và chi của chúng ta mang tâm hồn thi phú đến giờ phút này chưa có một bài thơ nào để cúng dường cho chùa Thiện Minh. Từ cái hình ảnh của các vị cư và chi đó, chúng ta nhớ về thời của Lắm Thế Công còn tại thế, có nhiều nữ Phật tử đã góp phần làm các Phật sự thời Đức Thế Tôn và Thánh Chúng còn tại thế, cũng như đem hết cái tâm nguyện của mình để mà phụng sự cho cái con đường hoàng dương Phật Pháp thời Đức Phật còn tại thế, như là Mạng Lợi Phu Nhân, như là Visakha, như là nhiều lắm thưa quý đạo. Và nhìn thấy cô cháu ăn gạo đức mà sáng hôm nay hòa thượng thì nói rằng ông sáng nay phải nói pháp để nghe chưa, và dạ, con y giáo phụng hành. Và khi mà nhận lãnh cái vai trò nói pháp của sáng hôm nay và nhớ lại cái cô cháu hồi sáng mà ni sư cho ăn, tự dưng nhớ đến hình ảnh của bà Tỳ Sa Cư. Và biết là quý đạo hữu biết được rằng trong vai trò của một người nữ Phật tử đi lên trên sát kỳ viên đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe thuyết pháp và làm những Phật sự ở nơi trên sát kỳ viên đó, và cứ sáng nào bà Tỳ Sa Cư cũng lên trên sát kỳ viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn, thăm các hàng thánh chúng và làm những Phật sự ở nơi trên sát kỳ hoàng đó. Nhưng có một buổi sáng, sau khi lên đảnh lễ Thế Tôn và làm những Phật sự tại Tinh Xá Kỳ Viên, và Tỳ Sa Cư nhìn lên những khuôn mặt của các vị thánh đệ tử, vị nào cũng thấy trời ơi, khuôn mặt sao mà thấy ốm to gầy mòn tối meo vậy. Bởi vì quý đệ tử biết sao không, các hàng thánh đệ tử của thời Thế Tôn còn tại thế ngày chỉ ăn có một lần thôi, đúng không? Buổi sáng 8 giờ quý ngài mang bình pháp đi vào thành Vương Xá để cất thực, vào thành Mang Kiệt Đà để cất thực, vào thành Xá Vệ để cất thực, và quý đệ tử cũng dường được cái gì vào trong cái bình pháp đó, thì các vị thánh đệ tử đó trở về lại cái trú xứ của mình, trải mọi cổ với gốc cây, rồi ăn buổi trưa hôm đó. Và sau khi ăn buổi trưa hôm đó trước 12 giờ, và kể từ giờ phút đó
cho đến 12 giờ tiếng đồng hồ sau trở lại mang mình bác đi khất thực và như thêm. Vậy thì ngày chỉ ăn có một lần không thôi, mà với cái trai trẻ thanh niên như ngày sáng lời Pháp, như ngày một kiện liên, ngày tu Bồ Đề, thưa quý liệu, trong 24 tiếng đồng hồ có đói không? Đói lắm chứ. Thì nhìn những cái khuôn mặt của quý nữ mà trai thanh niên như thế này ăn một ngày ba bữa mà còn buổi tối thêm với mì nữa trước khi đi ngủ. Cho nên từ chỗ đó bà Tỳ Xác Cư nhìn thấy chúng ta và đói tội nghiệp, cho nên bà mới lên tận lễ Đức Thế Tôn và thưa Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, kể từ ngày hôm nay Đức Thế Tôn hoan hỷ cho phép con cứ mỗi buổi sáng như thế đó con nấu một nồi cháo và bưng lên để cúng dường cho hàng thanh chúng. Khi nghe thưa như thế đó, Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời. Và kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi buổi sáng và Tỳ Xác Cư và các vị tỳ tùng kỹ nữ mỹ nữ mang cái nồi cháo lên để cúng dường cho các hàng thanh chúng mỗi buổi sáng. Mà sáng hôm nay chúng tôi được một tô ở nơi đây đường của chùa Thiện Minh, đó là tô cháo của bà Tỳ Xác Cư. Quý vị có thấy tấm lòng của một người nữ Phật tử chưa? Từ cái hình ảnh của bà Tỳ Xác Cư cúng dường một cái tô cháo cho các hàng thánh tăng thời bấy giờ, chúng tôi nghĩ lại cái chặng đường suốt hơn 60 năm quy mô hay là tự bản thân của chúng tôi đã ở trong chùa làm điệu từ năm 9 tuổi, 10 tuổi. Và đối với điệu ngày hôm nay thầy bao nhiêu tuổi? Ngày hôm nay già rồi, với một khoảng thời gian hơn một phần tư thế kỷ, hơn một nửa thế kỷ đó. Khi thời còn làm điệu, ăn cháo của bà ba nấu, của bà hai nấu, của bà bảy nấu, vân vân. Và cứ mỗi lần bưng một tô cháo lên ăn, cứ mỗi lần xách cà mè lên ngồi trên đường để ăn cơm. Và cứ như thế, năm 9 tuổi, 10 tuổi, lớn lên theo thời gian, quý vị thấy cả một cái chặng đường hơn 60 năm đó, và có video hơn 70 năm đó, hơn 80 năm đó, như là một cái chặng đường mà đánh dấu đến tất cả những cái gì, và những cái đó thì gọi là đời mình sống trong mấy chùa trên cái con đường tu học để làm một vị tỳ kheo cho đến ngày hôm nay. Cũng vậy, các hàng đệ tử của Đức Thế Tôn khi xưa cũng vậy. Trưởng lão Xá Lợi Phất, một tôn giả đại một kiền liên, vân vân. Chưa nói đến các vị nho nhỏ như ngài La Hồ La. Quý vị có biết ngài La Hồ La không? Con của ai? Gì con của Phật? Phật làm gì có con? Con của ai? Con của Thái tử Thập Đạt Đa, chứ đâu phải con của Phật đâu. Kể từ ngày mà Đức Phật rời bỏ ca tỳ lã vệ và 6 năm tu khổ hạnh dưới rừng già, đến ngày ngồi đề 49 ngày đêm tham thiền nhập định, khi sau mai vừa mọc đêm thứ 49 thì Thái tử Thập Đạt Đa trở thành cái bổn sư Thích Ca Mâu Ni thì làm gì có con, phải không? Kể từ ngày hôm nay ai hỏi thì quý vị La Hồ La là con Tu Đà La, là con của Phật nha, không có con được. Cho nên nhiều khi chúng ta vô tình mà chúng ta không có để ý mà lần hỏi tới thì quý vị trả lời gì thế đó, nó không có đúng. À, quý vị ha.
con nghĩ trực tiếp là đảm bảo được hoàn thành khi lúc mà có năm nên triều thần như thì Đức Phật đầu tiên là tứ diệu đế cho năm nên triều thần như lúc đó là pháp ngài đã ban ra thì lúc đó được hoàn thành. Đó này mượn anh chủ đầu này. Đúng là như vậy, cảm ơn đời hữu thập nhiều. Và điều đó chính là hướng lên để ý, để nhiều khi đi ra ngoài đường tiếp xúc với một cái cộng đồng nào đó và người ta hỏi rằng tam bảo được hình thành khi nào thì quý đời hữu hãy sẵn sàng trả lời như đạo hữu này, tam bảo. Thưa quý đạo hữu, có nhiều đệ tử phụng hiến cả đời cho cái công trình hoàn du Phật pháp của Đấng Thế Tôn, như vua Tập Bạt Sa La thành lập Tinh Xá Trúc Lâm để cúng dường cho Đức Phật, như trưởng giả các cô độc thành lập Tinh Xá Kiều Hòa để cúng dường cho Đấng Thế Tôn, và như ai nữa thưa quý đạo hữu, như kỹ nữ Ambapali Phật học viện nào cũng có những hình ảnh của bà cụ đó hết, là không có nề hà mệt nhọc bằng cái tấm lòng quý kính của mình. Từng một cái dĩa đậu kho, từng một cái tô bún, từ một cái vân vân đều hiến dâng hết, mà những tấm lòng đó phải nói rằng những người nữ cư sĩ
Bụng chả giò, đây là một bó rau muống và đây là một củ chanh. Từ những cái đồ ăn đó, trưởng giả các cô độc bỏ vào trong một cái giỏ, xách lên lên xác kỳ viên, cảnh lễ Đức Thế Tôn và cúng dường cho mình. Quý đệ tử thấy cái tâm của một vị nam cư sĩ Phật tử chưa? Cho nên từ chỗ đó mà trong kinh văn chưa bao giờ một chiếc áo thì tình thương đó cụ thể. Nếu nói tình thương một cách cụ thể và thiết thực là cái biểu tỏ qua cái hành động, chứ ngôn ngữ không thôi. Tôi thương anh, tôi thương anh, và hiện tại tôi đang gói mail mà không có một cầu phòng ăn, còn áo này tôi thương anh là thương nhiều, đúng không? Bằng lòng cái tấm lòng của mình là chân thành. Trưởng giả các cô độc phải thể hiện bằng cái tấm lòng như thế đó. Và thưa quý đệ tử, sau khi trưởng giả cúng dường cho Đức Thế Tôn đơn sơ, nó không đáng vào đâu, nhưng đã nói lên được cái tấm lòng quý chính của trưởng giả các cô độc đối với Đức Thế Tôn và Hàng Thanh Dung. Và sau khi trưởng giả lên hạnh lễ Đức Phật và Hàng Thanh Dung,
thuyết giảng chúc lành. Trong cái chỗ đó chúng ta thấy được rằng hai đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử và đời sống của chư tôn đức tăng ni, nó gắn liền với nhau, nó gần gũi với nhau và nó rất quan trọng với nhau. Nếu mà đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, đời của ai nấy sống, và đời sống của đức tăng ni, đời của ai nấy sống, thì cái thưa quý đệ nó còn liên hệ mật thiết gì trên phương diện đạo tình với nhau để mà chúng ta phải lo cho nhau, chúng ta phải nghĩ tưởng đến cho nhau. Ngày hôm nay chùa thiện nên làm lễ xây dựng ngôi thư viện có liên hệ gì đến mình mà chúng ta phải lên, chúng ta phải làm lễ, chúng ta phải dọn bàn, chúng ta phải kê ghế. Do vậy mà chúng tôi xin nhắc lại là quý đạo hữu phải nghĩ tưởng mình là một người nam nữ cư sĩ Phật tử có bổn phận trách nhiệm hộ pháp. Và khi mình ý thức được bổn phận trách nhiệm hộ pháp thì ngôi chùa thiện minh là ngôi chùa của chính mình, chứ không phải là ngôi chùa của riêng ai hết. Dù biết rằng hòa thượng viện chủ làm viện chủ làm trụ trì, nhưng mà chúng tôi ở nơi đây 3 đêm rồi, chúng tôi thấy cả một cái ngôi chùa như thế này, ở trên này là chánh điện, ở dưới này là để đường, ở dưới kia nữa là nhà bếp. Nhưng mà rồi hòa thượng đi lên phòng, hòa thượng ngủ có một phòng 3 cái giường, còn lại 2 phòng 3 cái giường có trống. Nói như thế đó để cho chúng ta thấy được rằng dù biết rằng hòa thượng có bổn phận trách nhiệm đối với ngôi chùa thiện bên này, nhưng mà rồi có ngủ cũng xíu căn phòng để đâu ngủ hết ngôi chùa đó. Vậy thì bổn phận trách nhiệm của những người nam nữ cư sĩ Phật tử trên con đường hoằng dương Phật pháp, và kể từ dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua, những hình ảnh của những người thiện nam tín nữ này là những hình ảnh mà đến giờ phút này phải nói rằng mình tự thấy mình là người hãnh diện trên cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam đó, là mình đã góp phần vào công cuộc xây dựng các ngôi từ điển từ miền Bắc vào miền Trung, từ miền Trung vào miền Nam, mà ở đâu đâu cũng đều có hình bóng dấu chân dấu tay dấu lòng của những người nam nữ cư sĩ Phật tử trên những ngôi chùa đó, trên dưới những mái chùa đó và trong những sân chùa đó. Nếu không phải là ông bà tổ tiên của chúng ta thì cũng là cha mẹ của chúng ta, nếu không phải là cha mẹ của chúng ta thì cũng là tự thân của chúng ta, còn nếu không phải là tự thân của chúng ta thì cũng là con cháu của chúng ta. Vì đời hữu hiểu điều đó chứ. Nếu ai trong chúng ta là những người Phật tử ở miền Trung, cái nôi của Phật giáo siêu hóa từ Đà, linh mộ quý đệ đã làm Phật sự ngang qua dưới những mái chùa mà để rồi tiếng chuông ngủ canh gà đỏ xương mà nó thăm trầm, nó rạng rạng, nó tinh tự trong tâm cùng tâm thức của những người Phật tử đang sống nơi hải ngoại này, đứng bên cạnh thác linh hồ, nhìn xuống dòng sông Hương và bao nhiêu tình tự của người con dân xứ Huế đã tồn tại ở nơi đó. Sẽ thấy bao nhiêu cái hình ảnh, cái tâm tư, cái chặng đường lịch sử Phật giáo Việt Nam tồn tại ở nơi đó. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống nơi hải ngoại này, chúng ta nghĩ về một quê hương, một ngôi chùa, một hình ảnh của các bậc cổ đức thiền gia, của một Phật học viện tổng lâm, đại tổng lâm trên quê hương đâu. Cho nên khi chúng ta đi chùa thiền minh, lên đứng trước phía sân chùa
nhìn ra một cánh đồng bát ngát còn là màu xanh. Có bao giờ nói như thế đó để cho quý đạo hữu thấy được rằng cái công đức của quý đạo hữu hộ pháp từ khi còn ở trên quê hương Việt Nam cho đến ngày hôm nay nó to lớn. Hồi nãy đạo hữu này nói con đi chùa Thiện Minh lên cúng dường cho ông Thiện Minh bằng cái tấm lòng quả thật là như vậy. Nếu không có tấm lòng đó ngày hôm nay chúng ta có ngồi trong ngôi chánh điện này không? Nếu không có tấm lòng đó, sự hưng thịnh suy thối và những phật sự của chùa Thiện Minh ai là người tiếp tay để xây dựng, ai là người gìn giữ ngôi tam bảo này nếu không phải là những người năng lượng cư sĩ phật tử chúng ta hôm nay, dù trực tiếp hay gián tiếp, đó là những tấm lòng hộ pháp của những người nam nữ cư sĩ Phật tử hôm nay. Và để rồi chúng ta nhớ về một nhà tường của lịch sử Phật giáo thế giới, của dòng lịch sử Phật giáo Ấn Độ, chúng ta nhớ lại những hình ảnh của nam nữ cư sĩ Phật tử đó. Một trưởng giả cấp cô độc, một thái tử kỳ đại, một mạc lợi phu nhân, một Visakha, một Sa Vương A Xà Thế Vì đề đi. Về thì ngày hôm nay chúng ta cũng có những tấm hồ và hình ảnh của những người đáng nữ cư sĩ Phật tử đó. Mà ngày hôm qua chúng tôi giảng cho những người Phật tử Pháp đệ tử của ôn vì chủ chùa Thiện Minh này, chúng tôi nghe một anh chàng thanh niên đệ tử của ôn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp. Trời ơi, giống như những buổi chiều mà những cơn gió thổi ngang qua mấy chùa Thiện Minh, nó rì rào, nó mát mẻ. Ô, nó hay làm sao đâu mà biết bữa nay có ông ở đây không? Đâu, đạo hữu thông dịch ngày qua của thầy đâu? Thấy chưa, quý đạo hữu nhìn cái gương mặt, nhìn mặt, nhìn lên khuôn mặt là thấy đẹp trai của nhà giàu học giỏi. Cảm ơn đạo hữu thật nhiều công đức đó. Nếu có, và nếu công đức đó có thì quả thật được rằng những người Phật tử ở thế giới Tây Phương này, những hình ảnh của những người Pháp ngồi trong ngôi chánh điện này, họ hiểu được Phật Pháp. Và từ hiểu được Phật Pháp đó, họ tu Phật Pháp. Và từ cái tinh thần tu Phật Pháp đó, họ chứng đắc Phật Pháp. Nhờ cái anh thanh niên thông dịch ra tiếng Pháp này, và thưa quý đạo hữu, ở nơi chùa Vạn Hạnh ở Nam của thượng tọa Nguyên Lộc cũng có một người nữ Phật tử mà dịch tiếng Pháp như là biết phải nói cái gì cho nó đúng, chẳng thua gì đạo hữu nam cư sĩ Phật tử ngoài này. Và trong lòng của chúng tôi nghĩ rằng một ưu bà tắc ở dưới chùa Năm của Vạn Hạnh, một ưu bà tắc, một ưu bà di ở chùa Vạn Hạnh và một ưu bà tắc ở chùa Thiện Minh nói tiếng Pháp. Tại vì chúng tôi không biết nói tiếng Pháp cho nên nói cái gì nó cũng không có đúng. Nói hay nó cũng chưa chắc đã là đúng, nói giỏi cũng chưa chắc đã đầy đủ ý nghĩa. Cho nên đó là những lời khen tặng mà từ bản thân của chúng tôi tiếp xúc với Phật tử ngày hôm qua để thông dịch ra tiếng Pháp. Và từ bản thân của chúng tôi cũng tiếp xúc với người nữ cư sĩ Phật tử ở tại chùa Vạn Hạnh của thượng tọa Thích Nguyên Lộc. Từ những giá trị đó,
nếu chúng ta không học Phật pháp, làm sao chúng ta có thể chuyển tử và để nói lên được cái tinh thần giáo pháp mà cái vị giảng sư nó muốn nói đến với hội chúng? Cho nên một người năng cư sĩ Phật tử phải giỏi Phật pháp mới dịch được, mới chuyển được cái ý của người giảng Phật pháp để cho người trong hội chúng nó nghe. Do vậy mà quý đạo hữu ở đây đây có được phương tiện, có được thời gian, có được môi trường tốt đẹp để bắt đầu về ở đây đây, để rồi cùng nghe chư công đức tăng ni thuyết giảng để cho quý đạo hữu nghe, và hãy cố gắng học Phật pháp. Chúng ta tự nhận mình là một người đệ tử của Đấng Thế Tôn, thì quý đạo hữu phải nhớ lại bài kệ trong Kinh Pháp Hoa, mà trong Kinh Pháp Hoa có các định nghĩa về hai chữ Phật tử. Quý đạo hữu nào thuộc cái bài kệ đó học thầy nghe định nghĩa về hai chữ Phật tử. Thế nào là Phật tử, thưa đạo hữu? Đạo hữu mà đẹp trai mang cái kính trắng trắng nhìn lên đó, đạo hữu đó, dạ, thế nào gọi là Phật tử? Cảm ơn đại biểu thật nhiều. Phật tử là một người có cái tâm với đạo, có cái tâm với đạo, sống với đạo, phụng sự với đạo, và một người có một cái tinh thần hộ pháp. Cái nghĩa chung chung đó là như vậy. Nhưng mà cái nghĩa của trong Kinh Pháp Hoa đã dạy là tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật pháp Phật, thị danh Phật tử. Định nghĩa người Phật tử tức là người con Phật, thì người con Phật phải là như thế này mới gọi là người con Phật, là tôn Phật khẩu sinh, từ đến miệng Phật mà sinh ra. Từ đến miệng Phật mà sinh ra có nghĩa là phải nghe tinh thần giáo pháp từ đến kim khẩu của Đức Phật. Hiểu được một số nào tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, đấy là tôn Phật khẩu sinh, tôn Pháp hóa sinh, từ đời giáo pháp của Đức Thế Tôn hóa sinh ra. Mà khi từ nói tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn nó sinh ra, có nghĩa là hiểu được một cái số giáo pháp nào mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, hiểu được cái tinh thần Phật pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Còn nếu chúng ta nói chỉ nói là Phật tử mà nói hai chữ Phật tử suông, thì quả thật rằng nó chưa đúng nghĩa của chữ Phật tử. Bởi vì Phật tử là con Phật, Phật là Đức Thế Tôn, tử là con Phật. Mà như ông bà cha mẹ của chúng ta thường hay nói là hổ phụ thì phải sinh hổ tử. Mà nếu chúng ta là con của Đức Phật mà chúng ta không hiểu được những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, thì chúng ta có đúng nghĩa là con của Phật hay không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử đi chùa như thế này, thưa quý đạo hữu hãy cố gắng học Phật pháp để hiểu được Phật pháp. Mà khi chúng ta hiểu được Phật pháp thì chúng ta mới thọ trì Phật pháp. Và khi mà chúng ta thọ trì Phật pháp có nghĩa là chúng ta chứng đắc Phật pháp. Chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con hãy từ bi. Mà khi chúng ta làm một việc gì mà đi ngược lại với cái tinh thần từ bi, thì quả thật là chúng ta dừng chân đứng lại. Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con phải biết mà hỷ xả. Thì khi mà chúng ta làm một việc gì mà nó không mang cái tính chất của hỷ xả, chúng ta hãy dừng chân đứng lại. Đó là một tinh thần tu tập thiết thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không học hỏi giáo pháp, làm sao chúng ta biết cái nào là đúng, cái nào là sai để chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Ví dụ như trong khi chúng ta sống ở gia đình, chúng ta không bằng lòng với cha của mình, chúng ta không bằng lòng với mẹ của mình, chúng ta không bằng lòng với chồng của mình, không bằng lòng với vợ của mình. Mà nếu chúng ta không hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy, thì làm sao chúng ta có thể dừng chân đứng lại trong khi chúng ta đang nổi nóng? Làm sao chúng ta dừng chân đứng lại
khi mà tâm của chúng ta đang đố kỵ, đang tị hiềm, đang tranh chấp, cho nên chúng ta phải học hỏi giáo pháp. Mà chúng ta hiểu được tinh thần giáo pháp có nghĩa là chúng ta có được cuộc đời sống bình an, chân hạnh phúc trong cuộc đời này. Khi mà chúng ta nóng nảy, chúng ta nói những lời khiếm nhã, không được trình sự nhã nhặn với người thân của chúng ta, thì chúng ta liền quán ngay rằng đây là cha của chúng ta, đây là mẹ của chúng ta, đây là chồng của chúng ta, đây là vợ của chúng ta. Mà nếu chúng ta nói những lời khiếm nhã, không có lịch sự, không có tôn trọng, thì quả thật rằng mình đã đánh mất cái tinh thần nhân bản của mình. Mình đã đánh mất cái tinh thần Phật tử của mình, và mình không có tôn trọng người thân yêu của mình. Và khi mà chúng ta học hỏi tinh thần giáo pháp đó, thì quả thật là đó là cái năng lượng để chặn đứng lại tất cả những cái gì mà những cái đó được gọi là xấu ác, từ nơi tâm tư của chúng ta được giấy khởi ngay trong nhiều phút không. Kính thưa quý đạo hữu, khi xưa câu chuyện ở trong kinh còn để lại những con sò, những con ốc mà nó còn biết hộ trì cái bản kinh Kim Cang. Khi mà bản kinh Kim Cang đi với những người chài lưới ở trên biển, và khi mà thuyền tàu nó bị chìm đi, bản kinh Kim Cang rớt vào trong lòng của đại dương, thì quý đạo hữu biết rằng những con sò, những con ốc nó bám vào trong quyển kinh Kim Cang để nó hộ trì cái việc bản kinh Kim Cang nó không bị mục, không bị hư. Nó lấy cái thân con sò, nó lấy cái thân của con ốc để nó bảo hộ cái bản kinh Kim Cang. Bốn người là người Phật tử, có lẽ nào chúng ta không học kinh Kim Cang? Mà học kinh Kim Cang trong đó chúng ta nhớ cái bài kệ của kinh Kim Cang đó là gì? Nhất thiết hữu vi văn, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, diệt như điển, ứng tác như thiền quan. Mà đến giờ phút này chúng ta đi chùa bao nhiêu năm tháng rồi, chúng ta có bao giờ nghĩ là chúng ta đang nằm trong tiến trình của pháp hữu vi không? Chúng ta có bao giờ nghĩ là tự thân của chúng ta đang nằm trong tiến trình của vô vi? Mà rồi nhớ lại ngày nào khi chúng ta nắm tay mẹ đi chùa, đến giờ phút này chúng ta từ thuở bé đến giờ phút này soi gương lại, chúng ta đã thấy chúng ta đã yếu rồi, chúng ta đã thấy là cả một cái quãng đời, thời gian 2/3 đời người đã trôi qua rồi. Và cho đến một ngày nào đó chúng ta sẽ xả bỏ bản thân để về với Phật và biết là cái gì được với Phật hay đi. Phải không biết được. Lúc nào chúng ta cũng luôn nguyện cầu là chúng ta sau khi xả bỏ bản thân là chúng ta sẽ về với Phật. Nhưng mà không biết là cái nghiệp lực, cái nghiệp chỉ mà chúng ta đã tạo phát trong đời sống hàng ngày qua 30 năm đó, 50 năm đó, 90 năm đó, hay là 100 năm đó, để có được cái duyên lành, để có được năng lượng tài bồi trên cái con đường chuyển tiếp của dòng sinh tử hay không. Cho nên mong rằng trong 24 tiếng đồng hồ, dù quý đạo hữu có làm gì đi nữa, quý đạo hữu đi làm ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, còn lại những thời gian sinh hoạt trong gia đình, còn lại những thời gian sống với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, vân vân, hãy cố gắng dành ra một cái khoảng thời gian nhỏ, được gọi là nhỏ, trong 24 tiếng đồng hồ đó, trước khi quý đạo hữu đi ngủ, leo lên trên giường, có bao giờ quý đạo hữu nghỉ ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ và niệm Phật trước khi ngủ không? Có không quý đạo hữu? Chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi. Trước khi mình đi ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường đàng tử tế và bắt đầu lấy sâu chuỗi 108 hộp ra, ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho thầy. Sâu chuỗi được không? Tức là 500 hơn danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và sau khi niệm 5 sâu chuỗi ấy xong, quý đệ tử sẵn sàng nằm xuống ngủ, mà không những rằng ngủ mà còn ngủ ngon nữa. Chúng ta ngủ trong chánh niệm, chúng ta ngủ trong sự bình yên, bởi vì tâm tư của chúng ta đã được định tĩnh sau khi chúng ta đã niệm năm sâu chuỗi danh hiệu A Di Đà rồi. Tâm của chúng ta được tươi mát, tâm của chúng ta có Phật,
đúng không? Còn nếu mà chúng ta làm còn quật ở dưới bếp, lau chùi bàn ghế, tắt lửa, rửa chén xong xuôi hết rồi mệt mỏi, gọi bàn leo lên giường nằm là đã là một tâm bị bóc loạn, cái tâm bị vọng động. Ngồi giường mà chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta ngồi thiền 15 phút, 20 phút rồi chúng ta ngã đầu xuống dưới gối, chúng ta ngủ, quả thật là chúng ta ngủ bằng một cái tâm định tĩnh. Vậy thì kể từ ngày hôm nay, trước khi quý tử ngủ, quý tử ngồi trên giường niệm Phật 15 phút giờ. Được không? Tại sao đi luôn mà đồ không? Không có ngoài nào. Và sau khi quý tử cũng thức dậy, quý tử cũng ngồi lại ở trên giường trước khi bỏ chân xuống dưới giường 15 phút hoặc là nửa tiếng, ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi qua 15 phút, 20 phút đó, bỏ chân xuống dưới giường và bắt đầu đi làm cho thầy được. Chắc không đó, thầy sẽ theo dõi và biết là quý tử có ngồi niệm Phật hay không niệm Phật. Và thưa quý tử, trong những giờ phút định tĩnh ở trong căn phòng của chúng ta mà chúng ta không làm được cái công việc là niệm Phật 15 phút, hay là chúng ta không làm được ngồi thiền 15 phút, thì làm sao sau khi mà chúng ta xả bỏ thiền định niệm Phật ở trên cái căn giường của chúng ta đó rồi, bỏ chân xuống dưới giường đi và đi suốt cả một ngày 12 tiếng đồng hồ, 18 tiếng đồng hồ đó, còn có cái tâm nào để mà có cái tâm niệm Phật? Nào là công việc của con, nào là công việc của chồng, nào là công việc của nhà, nào là công việc của sở, nào là công việc, thì thưa quý hiểu, còn có cái tâm nào để nhớ niệm Phật và còn có cái tâm nào nhớ để làm các thiện sự nữa hay không? Cho nên khi nào mà chúng ta có được cơ duyên mà thấy được rằng mình có thời gian ở trong một chút xíu bình yên, định tĩnh, thì chúng ta hãy cố gắng tu tập ngay trong giờ phút đó. Còn nếu không, thời gian nó trôi qua, chúng ta đang làm trong công sở, làm sao chúng ta có thể tâm của mình được định tĩnh để niệm Phật? Chúng ta phải đối diện với ông chủ, đối diện với các nhân công, đối diện với công việc làm nó quằn quại trước mắt của chúng ta. Cho nên mong rằng quý vị hãy dành thời gian của mình, một tiếng đồng hồ trong 24 tiếng đồng hồ đó, một nửa tiếng đồng hồ trong 23 tiếng rưỡi đồng hồ đó, để mình xây lại với cái tâm của mình và sống với chính mình. Và không, suốt 24 tiếng đồng hồ đó mình chỉ sống dùng cho người ta thôi, còn tự thân của mình không có tác tạo được một cái công đức nào hết, không có làm các cái hạnh lành nào hết. Nếu chúng ta không đi chùa, nếu chúng ta không dành thời gian để chúng ta niệm Phật, để chúng ta nhớ kỹ lại những cái việc gì mà chúng ta cần làm. Và thưa quý đạo hữu, trước khi quý đạo hữu đi ngủ, quý đạo hữu có ngồi ở đây để kiểm điểm lại trong suốt 12 tiếng đồng hồ qua, mình đã làm được bao nhiêu điều thiện và mình đã làm bao nhiêu điều ác rồi hay không, thưa quý vị? Tức là trong 10 tiếng đồng hồ qua đó, mình đã làm những việc gì đúng và mình đã làm những việc gì sai không, thưa quý vị? Mà nếu mình không kiểm điểm lại cái hành động, cái việc làm, cái lời nói của mình, cái sự suy tư của mình, thì thưa quý vị, qua 24 tiếng đồng hồ đó, mình hoàn toàn lãng quên hết. Việc thiện mình cũng không nhớ, việc ác mình cũng không nhớ, và việc gì mình cần làm mình cũng không nhớ, và việc gì không cần làm mình cũng không nhớ. Cho nên đối với các bậc tôn túc, qua một ngày sinh hoạt tối lại trước khi đi ngủ, các ngài ngồi để tĩnh tâm, để cho cái tâm được yên tĩnh và nhiếp niệm quán chiếu 12 tiếng đồng hồ trôi qua đó, mình đã làm những gì. Nếu mà mình làm được việc tốt thì mình tiếp tục làm việc tốt, mình giữ cái thời khóa đó. Còn nếu mình làm việc xấu, làm những sự lỗi lầm,
thì chấm dứt cái lỗi lầm đó. Nếu mình không kiểm điểm lại thì làm sao mình biết rằng mình làm việc tốt, và mình không kiểm điểm lại thì làm sao mình biết rằng mình làm việc xấu để mình bỏ. Hãy biết được. Và cứ như thế nó cứ mãi trôi qua, cứ như thế nó mãi trôi qua như bóng câu cửa sổ. Và rồi cuối cùng khi hoàng hôn về chiều, rồi chúng ta xả bỏ báo thân. Mà chúng ta không kiểm điểm lại là cả một cái quãng đời người chúng ta đã làm bao nhiêu điều thiện, và cả một quãng đời chúng ta làm bao nhiêu điều ác. Và cái thành quả của điều thiện và thành quả của điều ác đó là cái tương lương, là cái hành trang, nó cùng đi với mình để qua bên kia thế giới, tiếp tục đầu thai làm một kiếp gì trong tương lai đó. Nếu chúng ta làm việc thiện thì chúng ta được là tháng 10. Nếu chúng ta không làm được việc thiện thì chúng ta sẵn sàng rơi vào trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như không. Cho nên các bậc tổ đức đã giảng dạy là từng bước chân chúng ta đi, từng cử chỉ hàng ngày chúng ta sinh hoạt, từng lời nói chúng ta cư xử tiếp xúc với nhau, chúng ta phải biết đối diện với người bạn của mình đang nói, mình đã nói những lời nhã nhặn lịch sự khả ái chưa, hay là mình nói bằng những lời không có lịch sự, không có nhã nhặn, không có kính trọng, bằng một cái nhìn đó là một cái nhìn trìu mến, cái nhìn thân thương, hay là cái nhìn dễ ghét, hay là cái nhìn nó không phải là một cái nhìn của một người nam nữ cư sĩ Phật tử thân thương. Cho nên từ những cái ý niệm đó, thưa quý đệ tu không có nghĩa là chúng ta phải ngồi thiền suốt 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ. Tu không có nghĩa là chúng ta phải làm cái gì to lớn đối với chữ tu thôi. Mà thưa quý đệ tu có nghĩa là sửa. Phải không? Tu có nghĩa là sửa đổi. Sửa đổi cái lỗi lầm thành cái không lỗi lầm. Sửa đổi cái xấu trở thành cái tốt. Sửa đổi cái không đúng trở thành cái đúng. Và bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng có thể sửa đổi được hết. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có sửa đổi được không? Chúng ta đi làm trong công sở, chúng ta có thể sửa đổi được không? Chúng ta sống trong gia đình chúng ta có sửa đổi được không? Tất cả đều sửa đổi được. Đó là nói lên ý niệm tu trong 24 tiếng đồng hồ. Để chi? Và để chúng ta hoàn thiện cái thân của chúng ta làm các việc thiện. Còn nếu không, thưa quý đạo, không cứ mãi dông đuổi với tiền trần, nào là sắc, nào là thinh, nào là hương, nào là vị, nào là xúc, nào là pháp, và cứ như thế chúng ta khó mà có thể dừng chân. Mà ngày hôm nay quý đạo có được một nhân duyên lành, quý đạo có được một cái nhân duyên tốt, một ngày chủ nhật quý tử gác cái sự sinh hoạt của gia đình quý tử 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng để văn tập về chùa Thiện Minh, để rồi tụng kinh với ôn, mà kinh với ôn tụng mỗi ngày đó là vô thượng thập thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao mộ ngã kim kiếm văn tắc họ trì nguyện giải Như Lai nhân thập nghĩa. Quý tử thấy cái bài kệ nó mang một ý nghĩa cao siêu vượt bậc chưa? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp có nghĩa là tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn là nó tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn là thậm thâm vi diệu. Mà không có một cái tinh thần giáo pháp nào hơn cái tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng nhà Tâm Linh Tự. Không có một tinh thần tư tưởng nào, một văn học nào mà nó hơn cái tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết pháp. Tinh thần thuyết pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp gì thưa quý đạo? Chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy.
Tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng là ta phải có thái độ như đàn voi long trọng mạnh tiến như rừng lương cao giáo pháp, bình tĩnh hướng lấy những nỗi chua cay của đời và thản nhiên phẩm vững bước trên đường học hành. Tinh thần mà Đức Thế Tôn thuyết pháp là nhiều lắm thưa quý vị. Mà ngày hôm nay quý vị chúng ta học hỏi tinh thần giáo pháp đó để rồi quý vị đi chùa và tự trang bị cho mình một cái tâm trang nghiêm, oai nghi cử chỉ. Mà cái tâm oai nghi trang nghiêm cử chỉ đó chưa biết từ đâu quý đệ hữu không? Có phải là quý đệ hữu học hỏi giáo pháp và áp dụng cái tâm giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày của mình để rồi ngày hôm nay quý đệ hữu có được một tâm người trang nghiêm đỉnh đạt như thế này? Nếu đó không phải là do cái tâm giáo pháp giảng dạy hướng dẫn chỉ bày thì làm sao có được một cái tâm trang nghiêm biết vào trong ngôi chánh điện ngồi xếp bàn lại đó, vòng tay lại, mặc áo tràng đàng hoàng tử tế, nhìn lên hình ảnh của Đức Thế Tôn để nghe thuyết pháp. Mà chúng ta có được cái hình ảnh đó, thưa quý vị, đúng như tinh thần giáo pháp mà một vị tổ sư đã giảng dạy chúng ta. Vị tổ sư đó là Ngài Thầm Tu. Quý hữu biết Ngài Thầm Tu không? Biết không? Chưa bao giờ gặp Ngài. Nhưng mà có bao giờ đọc bài kệ của Ngài không? Có chưa? Cũng chưa luôn. Thầy uống miếng nước và Thầy sẽ nói. Dẫu biết rằng chúng ta chưa bao giờ gặp Ngài Thầm Tu, nhưng chúng ta đã từng đọc bài kệ của Ngài Thầm Tu, đó là thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đại, thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần an. Có nghĩa là cái thân của chúng ta giống như cây Bồ Đề. Ở nơi đây có cây Bồ Đề không thưa quý đường? Có, ở dưới trên đường chúng tôi thấy có một cây ở bên trong. Chắc có lẽ là để bên ngoài trời lạnh nó sẽ chết, cho nên ông trụ trì đã mang cây Bồ Đề để dưới trên đường. Vậy thì cái thân của chúng ta như là cái cây Bồ Đề, mà cây Bồ Đề được lớn, câu cây Bồ Đề được mạnh, cây Bồ Đề được sống là nhờ gì? Nhờ người bón phân, nhờ người tưới nước, nhờ người chăm sóc. Thì cây Bồ Đề đó nó mới có đủ nguyên liệu để nó sống và nó lớn lên. Cái tự thân của chúng ta cũng vậy, thân của chúng ta phải được nuôi bằng cơm, phải mặc bằng áo, vân vân. Thì nhờ đó mà cái thân của chúng ta được lớn, được khỏe mạnh. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập, tự thân của chúng ta phải trang nghiêm, tự thân của chúng ta phải siêng năng. Do vậy mà Ngài Thầm Tu nói rằng thân thị Bồ Đề Thọ, thân của mình giống như là cây Bồ Đề, tâm của mình giống như đài gương sáng. Thưa quý đệ ở nhà có cái gương phải không? Mà mỗi khi quý đệ soi gương, quý đệ thấy cái khuôn mặt của mình dễ thương, quý đệ thấy cái mái tóc của mình đẹp, quý đệ thấy khuôn mặt của mình trắng trẻo, vâng không? Mà cái đài gương đó chúng ta phải lau, chúng ta phải dùi. Dạ, cảm ơn. Chúng ta phải lau. Dạ được rồi. Đại Phật chứ mà năn nỉ. Thưa quý vị, trong nhà chùa của mình có một cái câu, câu gì quý vị nhớ không? Thầy không nói đạo hữu đó, cái tấm lòng của đạo hữu rất dễ thương, kính trọng, thầy uy tín. Nhưng trong nhân câu nói trong nhà thiền có câu là cung kính bất như phụ mẹ. Cung kính không bằng nghe lời, nghe lời mới là cung kính.
Rồi anh nói anh không biết tôi, mà tôi nói anh không chịu, anh không chịu làm theo, sao gọi là không biết. Cho nên biết ôn thường hay nói với quý thầy là cung kính móc như phụ mạng. Cung kính không có bằng phụ mạng. Phụ mạng mới là quan trọng. Nếu anh thương tôi nói, anh vâng lời tôi và anh làm theo mới là cung kính. Còn tôi bảo anh ngồi thiền, anh không chịu ngồi thiền, bảo anh ăn chay, anh không ăn chay, mà nó con cung kính thầy lắm, con cung kính thầy lắm, cung kính chỗ nào. Cho nên trong nhà thiền có câu là cung kính bất như phụng mạng, cung kính không bằng phụng mạng. Phụng mạng mới thể hiện tinh thần cung kính cụ thể. Và ở nơi đây có những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà mỗi khi quý nam nữ cư sĩ Phật tử đi cúng dường cho quý thầy, thầy thấy cả một cái tâm lòng quý vâng. Vừa cúng dường tịnh tài, vừa cúng dường cái tự thân này, và vừa cúng dường cái tự tâm của quý đạo hữu này. Ba cái phạm trù cung kính: cung kính tịnh tài, cung kính tự thân lại xuống, và cung kính cái tấm lòng chân thành của mình đối với chư Phật, đối với chư Pháp, đối với chư Tăng. Đó là cả một cái tấm lòng quý báu mà chúng tôi gặp rất nhiều những người nam nữ cư sĩ Phật tử trong những trường phổ thông. Đó là những tấm lòng vô cùng kính quý. Mà những tấm lòng được kính quý đó, thưa quý vị hữu, có ngoài tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, cũng như bài kệ của Ngài Thầm Tú đã giảng dạy cho chúng ta, và y cứ theo cái bốn câu kệ của Ngài Thầm Tú đó mà chúng ta tu, là thân của chúng ta giống như là cây bồ đề cần phải được chăm sóc, cái tâm của chúng ta giống như là cái đài gương sáng cần phải lau chùi. Mà nếu chúng ta không có lau chùi thì cái gương đó nó sẽ bị mờ đi bởi bụi. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu đang lau chùi cái tâm của quý đạo hữu đó. Vì lau chùi cái tâm của mình cho nên đến chùa thiện minh để ngồi thiền, đến chùa thiện minh để làm các Phật sự, đến chùa thiện minh để cùng tham dự chương trình lễ đặt đá ở khổ, xây dựng ngôi thư viện. Và khi mà chúng ta xây dựng ngôi thư viện đó, bao nhiêu kinh điển được tồn được ở đây đó, và bao nhiêu người tín thí thập phương bổn đạo họ đến và vào trong ngôi thư viện đó để họ đọc sách, để họ nghiên tầm những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, thì quả thật là đó là công đức đó. Mà trong tất cả các cái tinh thần bố thí pháp, cúng pháp là cúng dường, ví dụ này, cúng dường pháp là cúng dường coi thang. Cho nên xây một cái nhà thư viện để tồn trữ chứa kinh sách ở trong đó, để bao nhiêu người về ở nơi đây học kinh học sách, thì quả thật là đó là một cái phước đức của quý nam tử cư sĩ Phật tử tiếp tay với mọi người viện nữa, viện chủ để xây dựng cái ngôi thư viện đó, là một công trình to lớn trên cái cung đường Hoàng Diệu Phật Pháp ở nơi hải ngoại. Vậy thì chúng ta chăm sóc tự thân của chúng ta chăm sóc tự thân của chúng ta để thân tâm của chúng ta được trang nghiêm và thanh tịnh. Đó là lời giảng dạy của Tổ Thầm Tu. À, quý đại hữu, chúng tôi không nói cái bài kệ thứ hai của ngài mời ra. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta đi chùa, chúng ta nghe thuyết pháp, chúng ta làm các Phật sự ở nơi đây, đó là một cái phước duyên của mình. Thầy tha thiết kêu gọi cái tinh thần đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, các Phật sự ở tại chùa từ nơi quý đạo. Bởi vì quý đạo biết được không? Chừng ấy tuổi này con thôi đã chứng kiến bao nhiêu sự thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, khó không quý Phật tử?
từ triều đại này đến triều đại kia, từ chế độ này đến chế độ nào, tất cả đều phôi pha và đẩy lùi và không qua được. Vậy thì còn lại cái gì ở nơi đây? Nếu ngày hôm nay chúng ta làm các việc thiện thì quả thật tất cả rồi nó cũng đều mai một, tiêu tan theo thời gian. Mà chúng ta làm được thân người, chúng ta gặp được Phật pháp, nghe được tinh thần giáo pháp của Đấng Kitô Hữu, mà chúng ta không có học tập, chúng ta không có thực hành, chúng ta không áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta, thì thưa quý vị, tất cả đều trôi qua hết. Như bài kệ của một vị thiền sư trên dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam đời nhà Lý, đó là thiền sư Mạn Giác. Quý vị biết thiền sư Mạn Giác không? Đời nhà Lý. Và ở nơi đó ngài đã viết lên một bài kệ cáo tập thị chúng như thế này: xuân khứ bất hoa lạc, xuân đáo bất hoa ngai, sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tạm đinh tiền tạm giả nhất chi mai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân về trăm hoa tươi, việc đời qua trước mắt, tuổi đời chóng. Ví dụ có thấy tuổi đời trong tàn phai không? Nhớ ngày nào thầy gặp ông cụ này khi mà còn là chàng thanh niên 18, 19, 20 tuổi. Trời ơi! Ngang trời dọc nước. Ấy nhưng mà bây giờ ngồi một cách lục cũng ở bên góc của ngôi chùa Thiện Minh, mà tóc tai thì đã bạc phơ, mắt đã mờ, tai đã điếc, gối đã mòn, lưng đã mỏi. Ví dụ thấy chưa? Tuổi đời chóng tàn phai. Một kiếp người đã qua 30 năm, 50 năm, 90 năm, 100 năm. Nhưng mà thưa quý vị, tuổi đời một con người 100 năm gọi là dài, nhưng mà so với khoảng thời gian vô cùng tầm đó thì 100 năm đó không có nghĩa gì. Hả quý vị? 100 năm so với một khoảng thời gian vô cùng tầm thì 100 năm đó không có ý nghĩa gì hết. Vậy thì tuổi đời chóng tàn ra, mà thầy nhớ lại một cái thời gian cách đây 60 năm về trước, thầy cầm chổi quen lá bồ đề ở trên sân chùa Long Sơn, tỉnh Hội, Nha Trang. Và bây giờ thầy còn nhớ mồn một những hình ảnh của những chú tiểu thời xưa cầm chổi của buổi sáng mai ra quét sân bồ đề, rồi kéo dây như cái nước. Và hình ảnh đó dường như đến giờ phút này còn rõ nét trong tâm thức của mình. Ấy vậy mà bây giờ trở thành con cụ ngồi đây nói ba điều năm chuyện với quý nam nữ cư sĩ Phật tử, quý vị thấy tuổi đời trong tàn phai chưa? Phải không? Khi xưa đầu của thầy còn mất tóc, bây giờ đầu của thầy cũng mất tóc hết rồi. Quý vị thấy trong tàn phai chưa? Khi xưa còn mang kính tông, mà bây giờ dỡ kính ra nhìn thấy xuống quý đạo hữu, một con Phật tử thành hai ba ông, cho nên phải mang kính vô để thấy cho rõ. Quý đạo hữu thấy tuổi đời trong tàn phai chưa? Có không? Cho nên xuân đi trăm hoa rụng, xuân về trăm hoa tươi, việc đời qua trước mắt. Từ khi quý đạo hữu lọt lòng mẹ đến giờ phút này, bao nhiêu sự việc của cuộc đời trôi qua trước mắt quý đạo hữu nói nghe. Việc bằng lòng, việc không bằng lòng, việc nên, việc thư, việc tốt, việc xấu, việc có, việc không, việc tắt, việc tắt, có đầy đủ hết tất cả. Không có một việc nào mà không trôi qua trước mắt của chúng ta hết. Dù việc đó là việc tốt hay dù việc đó là việc mà chúng ta không bằng lòng, nhưng không bằng lòng không có nghĩa là nó không trôi qua trước mắt của mình. Và đến giờ lúc này cuối đời chóng tàn, 50 tuổi, 60 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi. Mà Thi Hào Nguyễn Du đã nói rằng trăm năm nào có chi đâu, chẳng qua một năm cỏ hâu xanh rì. Nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta chết và đến giờ phút này cỏ mọc trên mộ xanh rì rồi, chứ không phải còn hồi ở đây để mà nói chuyện với nhau nữa đâu. Nhờ chúng ta tu
nhờ chúng ta an hiền, nhờ chúng ta ở lành, nhờ chúng ta tích lũy công đức mà ngày hôm nay chúng ta còn làm được tháng 10 mà ngồi ở đây đây. Quý đệ hữu biết con người sinh ra có những con người chết lúc 1 tuổi, phải không? Hay là có những con người vừa sinh ra thì chết liền. Rồi có những các chàng thanh niên 19, 20 tuổi chết. Có những người 30 tuổi chết, 50 tuổi chết. Có người 100 tuổi chết. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả đều chết. 1 tuổi cũng chết. 19, 20 tuổi cũng chết. Vậy thì cái chết đó, nó có hẹn một ai không? Cái chết đó nó có hẹn một lứa tuổi nào không? Dạ thưa Thầy, đời còn dài, tương lai còn rộng. Con hôm nay 19, 20 tuổi để con đi dông rủi cuộc đời và thênh thang tử bộ cái đã. Thầy biểu con đi chùa để tụng kinh niệm Phật làm gì? Vì đời còn dài, tương lai còn rộng. Để con đến năm 99 tuổi thì chừng đó con hãy niệm Phật, đâu có buồn đâu. Quý đệ hữu nhìn lên bằng linh phía bên tay phải, coi thấy bao nhiêu hình ảnh của chàng thanh niên ở trên bàn linh đó. Vậy thì bây giờ biểu quý đệ hữu niệm Phật, mời quý đệ hữu ngồi thiền, thì quý đệ hữu nói đời còn dài, tương lai còn rộng, để con đi tha hồ ngang dọc đến năm 90 tuổi con mới đi tụng kinh niệm Phật thưa Thầy. Nhưng mà thưa quý đệ, đến năm 89 tuổi thì đã chết rồi, còn đâu thứ 90 để niệm Phật. Chớ bảo tuổi già mới niệm Phật, xá chi muộn trẻ khóc đến nỗi. Chúng ta chưa đến già chúng ta đã chết, thì làm sao mà chúng ta hẹn? Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cuộc đời là vô thường, con người là vô ngã, mà tất cả mọi hình ảnh sự vật trong cuộc đời này đều nằm trong tiến trình của tam pháp ấn. Tam pháp ấn đó là vô thường, khổ, vô ngã, phải không thưa quý đệ hữu? Vô thường là một pháp ấn, khổ là một pháp ấn, vô ngã là một pháp ấn. Và tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này có cái gì mà nó không nằm trên ba cái tiến trình đó? Thưa quý vị, cái đóa hoa này nó có nằm trong tiến trình của vô thường, khổ, vô ngã không? Tất cả đều là thầy mang cái ly xuống dưới sàn nhà, nó có nằm trong tiến trình của vô thường không? Của vô ngã không? Cái ly này sẽ bể ngay lập tức. Và khi cái ly này bể có nghĩa là nó vô ngã. Vậy thì tất cả mọi sự vật trên thế gian này luôn nằm trên tiến trình của tam pháp ấn. Đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Mà đã là vô thường, khổ, vô ngã có nghĩa là nó nằm trên tiến trình của pháp tử vi. Có nghĩa là pháp sinh diệt, tử vi là sinh diệt. Vậy thì tự thân của chúng ta đang mang lấy cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Không biết được, phải không? Sắc đang nhìn Thầy nha, thọ đang nghe những lời nói của Thầy, tưởng có nghĩa là suy tư về những lời nói đó, hành có nghĩa là thực hành theo những lời nói đó, và thức là sự hiểu biết về nghe những lời nói đó. Vậy thì ngũ ấm hay ngũ uẩn đều là vô thường, nó không sống với tự thân của nó. Nếu nó còn là nhân duyên thì nó sống, nếu nó mất hết cái nhân duyên, thiếu cái nhân duyên đi thì sắc đi đường sắc, thọ đi đường thọ, gì thương đi đường sắc thọ, tưởng đi đường tưởng, thức theo đường thức, hành đi đường hành, không có một cái nào mà đi chung với nhau hết. Và để rồi một ngày nào chúng ta ra đi, dù biết là người vợ thương mình dữ lắm, dù biết là người chồng thương mình dữ lắm, dù biết là mẹ mình thương mình dữ lắm, dù biết là cha của mình không thể tiếng mình, nhưng mà đầu thương biết được có ai như thế mình không? Có không? Không. Dù là trong cuộc sống này mình thương yêu với nhau, ăn cơm chung một bàn, ngủ chung nhau một phòng, làm việc chung nhau trong một cái môi trường vân vân và vân vân, nhưng đến khi mà nghi thức đến ai thì người đó tự ra đi mà không ai đi chung với người đó cả. Mà đã không đi chung rồi mà đến khi mà nói
và lại kéo cái miếng khăn đắp chồng, và đến giờ nó không ăn luôn, đấy nó mắc không phải gì, tôi sợ ma. Trời ơi, khi còn sống thì sống chung với nhau mà mới tắt thở mới có một tiếng đồng hồ, kiểu lại đắp cái khuôn mặt lại nó không nha. Ví dụ thấy thấy sao? Cho nên từ chỗ đó chúng ta hãy quán chiếu được tất cả mọi sự thật trong cuộc đời này, để rồi sự vật nào nó cũng chóng qua hết. Không có một sự vật nào mà nó không chóng qua, không có một sự vật nào mà nó không nằm trên tiến trình của vô thường cả. Đó là những điều trong đời sống hàng ngày. Mà nếu chúng ta không gia tăng suy tư, nếu chúng ta không gia tăng quán chiếu, thì quả rằng đó là một sự vô tình. Mà nếu chúng ta vô tình, thì quả thật rằng chúng ta không dừng chân đứng lại, mà chúng ta cứ mãi dông đuổi với tiền trần. Mà chúng ta cứ mãi dông đuổi với tiền trần, thì quả thật là chúng ta quên đi cái tự thân của chúng ta. Mà chúng ta quên đi tự thân của chúng ta thì làm sao chúng ta tu? Bởi vì tu là phải tỉnh giác, phải không? Tu là phải tỉnh giác. Mà nếu chúng ta không tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta mê. Từ chỗ đó chúng ta lại nghe một bài kệ của thiền sư Việt Nam của chúng ta, đó là thiền sư Vạn Hạnh. Chúng ta nghe bài kệ của thiền sư Phản Giác đời nhà Lý rồi. Bây giờ chúng ta nghe bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh đời nhà Lý. Đó là Vạn Hạnh thiền sư nuôi Lý Công Bổn. Thân như bóng chốt chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời. Thịnh suy suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Ví dụ thấy cái nhìn của vị thiền sư chưa? Cái nhìn của một vị thiền sư thịnh hay là suy, danh vọng tiền tài như là hạt sương rơi đầu cành, ngài không có quan tâm, không có để ý và không có thắc mắc, bị cuốn phăn theo bởi cái danh cái lợi cái tiền tài danh vọng đó. Còn mình thì sao? Hả? Ví dụ mình sống mình chết với cái danh, với cái vọng, với cái tiền tài, với cái sự nghiệp đó. Cho nên chúng ta đã nghe con cá trong lờ đỏ khoe con mắt, con cá ngoài lờ lắc sắc muốn vô, vô đi con rồi ra không được, phải không? Khi mình dính vào trong cái vòng danh lợi, cái vòng danh lợi không công, kẻ mong ra khỏi, người mong bước vào, bước đi, bước vô đi, dính ở trong đó luôn, mà tới chừng muốn kéo chân ra cũng không có được nữa đâu. Mà nếu mà không kéo chân ra được thì cũng trầy di tóc dậy hết rồi, trèo cao thì té nạn. Cho nên trong vai trò của những người nam nữ cư sĩ Phật tử ngồi ở nơi đây, chúng tôi nhìn xuống sao mà thấy thanh thản dễ thương quá đi. Bởi vì không có danh, không có lợi, không có tiền tài, không có chạy theo những cái hình danh sắc tướng của thế gian, thì có đâu mà cái vòng danh lợi không tâm, kẻ mong ra khỏi, người mong bước vào. Ngày ăn, buổi sáng ăn cereal, buổi chiều ăn oatmeal, buổi tối ăn bánh mì, cần danh lợi cái gì đó, phải không? Chừng ấy đủ rồi. Mà cái chiếc áo sao mà nó không có rách, mà nếu nó rách thì chúng ta vá lại. Đi ra ngoài đường, nếu trời lạnh nó có một chiếc áo khoác rồi đủ ấm rồi, không cần chi phái. Biết đủ thì nó đủ, mà không biết đủ thì dù cho nó nằm trên cõi tham tập tam thiên đi hay nó thiêu. Đó là tinh thần giáo dục của đạo Phật để hoàn thiện tự thân của con người trong cuộc sống ngày hôm nay. Và khi mà chúng ta hoàn thiện được điều đó thì quả thật là chúng ta thấy trăm hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, mà chúng ta không đi tìm đâu xa hết, bởi vì hạnh phúc ở trong ta. Phải vì không biết được, hạnh phúc không thể nằm ngoài ta,
mà hạnh phúc ở trong ta. Nếu lòng của mình được tỉnh tỉnh, lòng của mình được an lành thì quả thật là chúng ta thấy được hạnh phúc ngay nơi đây. Mà hạnh phúc không nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Cái danh không phải là hạnh phúc, cái tài không phải là hạnh phúc, cái sắc không phải là hạnh phúc, cái vân vân. Vậy thì hạnh phúc nằm trong ta, chúng ta đâu cần cái tìm ở bên ngoài. Mà chúng ta mãi trong tìm hạnh phúc ở bên ngoài thì quả thật rằng cái con ngựa các nước mà nhìn thấy bóng nắng lon trên cái con đường giữa đó và cứ mãi ra sức chạy đến cái bóng lon đó, nghĩ rằng dòng nước để uống, thì rồi cuối cùng bị chết gục bên vệ đường bởi vì không nhìn lại bên trong của mình. Cũng vậy, những ai dông rủi theo tiền rằng cái danh, cái lợi, cái hình danh sắc tướng của cuộc đời và cuối cùng ngã gục bên vệ đường sinh tử. Mà cho nên tổ dạy là thân như địa ngục hữu hồn vô, thân của mình giống như là cái, giống như điện xẹt, giống như là cái ánh, nó có rồi nó không, ngày hôm nay có rồi đó, chắc tôi biết mà cái khuôn mặt này sống nhiều lắm, là 159 tuổi chứ không thể sống hơn nữa đâu. Nhưng mà đến ngày 159 tuổi rồi chết thì sao, mang cả một cái nghiệp tức thiện và bất thiện đầu thai vào thế giới này. Mà nếu là thiện thì sẽ đầu thai vào trong cái thế giới này, sinh ra làm được thân người thông minh, giàu có, sang trọng. Còn nếu mà không có đủ cái phước thiện mà gây tạo trong đời này, cũng sinh ra làm được thân người nhưng mà rồi nghèo cùng, khốn khổ. Ví dụ thấy cũng là con người, nhưng mà một con người giàu có sang trọng ai cũng kính trọng mình hết, nhưng mà cũng còn là một con người nhưng mà không ai kính trọng mình hết, nghèo cùng, khốn khổ, không có nhà ở, không có tiền đi. Cho nên cổ đã dạy mình như vậy đó. Thân như điện ảnh hữu hồn vô, vạn vật xung linh thu hữu vô. Vạn vật mùa xuân thì nó tươi và sang, mùa thu thì nó khô. Nhậm vọng tịnh suy vô vô ý. Chúng ta phải biết việc đời nó là như vậy đó. Mình phải ý thức được sự vận hành của vũ trụ, sự thay đổi của cuộc đời mà mình không có phải phiền lòng, mình không có phải tịnh suy như lộ não đầu khô. Tịnh cái là suy giống như là sương rơi đầu cành để nó thương biết được. Rồi còn sao nữa, cũng là một vị thiền sư. Và ngày hôm nay ngài sẽ nói biết cho đến 12 giờ trưa xuống ngày thôi luôn. Hòa thượng Viện Chủ ở phía sau bảo nói thôi đủ rồi đó, con siêu đừng nói nữa. Nhưng mà bạch ôn, con có một bài kệ nữa rồi con nghĩ. Bài kệ của ngài Hương Hải Thiền Sư giảng dạy rằng nhãn quán trường gian ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích di ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nhạn bay ngang qua dòng sông dài, và bắt bóng con chim nhạn đó nó rọi xuống cái dòng nước lạnh kia, và cái dòng nước lạnh kia nó gìn giữ, nó lưu cái bóng của con chim nhạn ở trong hư không nơi dòng nước lạnh đó, mà cả hai đều vô tình hết. Con nhạn nó đâu có ý lưu cái hình bóng của nó trong dòng nước sông, phải không? Nó chỉ bay ngang qua thôi mà. Nhưng mà khi nó bay ngang qua dòng sông dài đó thì cái bóng của con chim nhạn đó nó đã in vào trong dòng nước sâu rồi. Và cái dòng nước sâu kia nó đâu có cố ý lưu cái bóng của con chim nhạn đâu. Nhưng quả thật rằng có chim nhạn ở trong dòng nước sâu. Quý vị có thấy chưa, tinh thần tu tập chưa? Tất cả đều là vô tâm, nhưng mà vô tâm đạo chỉ tâm. Còn nếu hữu tâm là cái đạo nó càng xa hơn nữa. Cho nên mình đi chùa là phải đi chùa bằng cái tâm không. Không phải đi chùa bằng cái tâm nhơn, ngã, vĩ, tử, đố, kỵ, tranh, giành, vân vân và vân vân. Chúng ta không đi chùa bằng cái tâm không. Mà chúng ta đi chùa bằng cái tâm không. Không có nhơn ngã, không có vĩ tử, không có tị hiền, không có tranh chấp. Mà dưới mắt của chúng ta ai cũng là người, nam nữ cư sĩ phật tử đạo bạn của nhau hết.
chúng ta làm được điều đó không? Thưa quý đạo hữu, nếu chúng ta làm được cái điều đó thì quả thật là chúng ta đi chùa bằng cái tâm không, mà chúng ta không phải đi chùa bằng cái tâm có. Nếu chúng ta đi chùa bằng cái tâm có, không biết ngày hôm qua mình cũng dường 10 đồng cho họ sự trụ trì, không biết đến 10 đồng đó là gì. Không biết là đến 10 đồng đó họ mua cái bộ kinh Quan Âm để vào trong cái thư viện sắp sửa xây chưa, hay là đến 10 đồng đó mua cả đêm ăn mất. Đó là đi chùa bằng cái tâm có. Còn chúng ta đi chùa bằng cái tâm không, đi Phật sự, chúng ta thấy có Phật sự chúng ta làm, chia sẻ được những cái điều gì trong thì chúng ta chia sẻ, mà chúng ta không có nhơ ngã bị thử, chúng ta không có tranh chấp, chúng ta không có đố kỵ, chúng ta không đặt vấn đề, mà chúng ta không. Cho nên bài kệ của Ngài Hương Hải Thiền Sư đã nói lên tinh thần tu chứng bằng cái tâm không đó. Nhưng chính vì cái tâm không đó mà Thiền Sư tu chứng tất cả các bậc thánh. Còn ngược lại, chúng ta đi chùa, chúng ta đi bằng cái tâm có, cho nên rồi cuối cùng chúng ta chẳng có cái gì hết. Như thưa quý đạo hữu, bàn tay này là gì? Gọi là gì? Bàn tay này gọi là gì? Gọi là bàn tay không. Vậy thì từ cái bàn tay không đó chúng ta nắm được cái gì? Chúng ta nắm được cái, chúng ta nắm được cái ly, chúng ta nắm được cái đùi chuông, chúng ta nắm được con. Còn nếu mà chúng ta đây là bàn tay có, thì tôi biết được chúng ta nắm được cái chuông nữa được không? Chúng ta nắm được cái ly, bởi vì trong lòng bàn tay của chúng ta đã có nắp ly rồi thì chúng ta đâu còn nắm cái ly được nữa. Phải vậy không thưa quý đạo? Nhưng mà ngược lại, nếu là bàn tay không, chúng ta nắm được cái ly này. Nếu là bàn tay không, chúng ta nắm được đùi chuông này, và kể cả nắm được quý đạo hữu nữa. Dễ không? Vậy thì thưa quý đạo hữu, chúng ta đi chùa bằng cái tâm không đó. Mà khi chúng ta đi chùa bằng cái tâm không đó là chúng ta có tất cả những cái gì mà chúng ta có thể có trong cái tâm không. Và thưa quý đạo hữu, chính cái không mới là cái lớn, còn nếu cái có là cái nhỏ. Như hư không là không, cho nên hư không lớn. Còn cái chuông ra thưa quý đạo hữu, có, nó chỉ nằm giống dọn trong cái hình tướng này thôi, nó không thể to hơn được nữa, bởi vì nó đã có cái hình tướng cái chuông này rồi. Thảm quý đạo hữu, vậy thì kể từ ngày hôm nay, cầu mong quý đạo hữu nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta đi chùa cái tâm không. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu, và qua một thời gian nói chuyện với quý nam nữ cư sĩ Phật tử, thành kính đảnh lễ mười phương chư Phật luôn thành gia hộ cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta được dồi dào sức khỏe, được an lành trong tinh thần tu học của người Phật tử mến thương, và nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho quý đạo hữu tinh tấn tu hành, đời này và đời sau tất cả mọi điều được tốt đẹp trên tinh thần tu tập của người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia. Kính nguyện hồi hướng hết tất cả mọi công đức có được lên mười phương chư Phật chứng minh, và chân thành kính đảnh lễ hòa thượng Viện Vũ, pháp thể kinh đan đạo nghiệp viên thành, để làm bóng cây đại thọ che mát những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại địa phương này cũng như các vùng phụ cận. Nguyện hòa thượng tất cả những Phật sự đều được thanh thông thành tựu viên mãn dưới mấy chùa thiện đức thắp hương này. Nam mô chính mình. Thank you.
Niệm Phật đối với tâm để ngày cùng siêu một trăm ngày cho Phật tử. Dạ. Bây giờ hay là chút nữa. Ta làm lễ được siêu xong thì ta để công niệm đặc biệt là trên đường thương hiệu.